xin được chào mừng quý anh chị trở lại với em Trường bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, với địa chỉ kinh doanh cũ của bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì với một lý do là hiện tại thì đang cháy nổ rất là nhiều, vì vậy bên Auto 62 đang nâng cấp cửa hàng để làm phòng chống cháy nổ. Vì vậy bên em đã tạm chuyển về địa chỉ 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và với Auto Nhất Huy Auto thì hiện tại bên em đang hợp tác với bên Nhất Huy Auto để dàn dựng những chiếc xe đang có tại bên em tại Nhất Huy Auto với địa chỉ 17 Phạm Hùng anh chị nhá. Và mời anh chị tham quan báo giá từng chiếc xe mà đang có tại bên Auto 62 với địa chỉ kinh doanh 17 Phạm Hùng anh chị nhá. Với mẫu xe đầu tiên là một chiếc xe Toyota Camry. Với chiếc này của em có năm sản xuất là 2022. 2020 bản 2.5Q, xe lăn bánh 5 vạn km, có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen. Thì xe em đang bán với mức giá là 939 triệu. Vẫn có thể linh động giá. Và mọi chiếc xe này là Hyundai Santa Fe thì em cũng vừa bán cho khách hàng và vừa cũng đi sang tên cho khách hàng. Ngày mai là em sẽ giao xe về cho khách hàng anh chị nhá. Và chiếc xe bên cạnh cũng là Toyota Vios thì em cũng vừa mới bán cho khách hàng rồi anh chị nhá. Và mời anh chị đi vào tham quan bên trong để trải nghiệm những mẫu xe đang có tại bên em. Rất là nhiều những mẫu xe gầm cao và rất là nhiều những mẫu xe siêu chất, siêu hot đang bày bán tại bên 17 Phạm Hùng anh chị nhá. Nhất Huy Auto và Auto 62 đang có một sự kết hợp. Trong thời gian tới thì bên em sẽ nâng cấp. Khi bên em nâng cấp xong cửa hàng thì em sẽ lại chuyển về chỗ 99 Trương Công Giai như địa chỉ cũ của bên em anh chị nhá. Cái mẫu thứ hai là một chiếc xe Toyota Fortuner. Với chiếc này của em có năm sản xuất là 2017. Đặc biệt xe chỉ lăn bánh 3 vạn 3 km, một chiếc xe với km quá là ấn tượng với năm sản xuất anh chị nha. Số tự động, máy xăng, có ngoại thất là màu nâu. Màu này là cái màu đặc trưng của Fortuner anh chị nha. Nội thất là màu nâu. Xe với sơn zin còn khá là nhiều. Và với chất xe thì chỉ 3 vạn 3, vì vậy xe rất là mới và rất là đều xe anh chị nhá. Em đang bán với mức giá cũng khá là tốt đấy anh chị ạ. Xe này em đang bán cũng chỉ loanh quanh hơn 700 một chút thôi. Anh chị quan tâm thì alo cho em sẽ có những cái mức giá yêu thương hơn để anh chị lựa chọn anh chị nhá. Tiếp theo là một mẫu xe mà đang rất là hot trên thị trường SUV anh chị nhá. Đó là một chiếc xe Ford. Chiếc này của em là Ford Everest với năm sản xuất 2022, mang form dáng của 23 bản Titanium một cầu, xe lăn bánh hơn 3 vạn km, có ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen. Xe em đang bán với mức giá cũng khá là tốt anh chị nha, 1 tỷ 218 triệu. Đó, rất là tốt so với một chiếc xe mới anh chị nha. Và tiếp theo đến là một chiếc xe vẫn là Ford Everest, vẫn là năm sản xuất 2022, mang form dáng của 23 và bản Titanium một cầu, có ngoại thất là màu nâu anh chị nha. Điều đặc biệt của chiếc xe mới lăn bánh chỉ 1 vạn km thôi anh chị nha. Hồ sơ thì đã được bên em rút về cửa hàng, vì vậy nếu như anh chị quan tâm thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị sang tên trong một ngày, là có thể hỗ trợ anh chị có biển anh chị nha. Xe này thì em đang bán với mức giá là 1 tỷ 219 triệu đồng. Nếu anh chị quan tâm thì bên em có thể bớt giá xuống một chút khi quý anh chị qua trực tiếp bên em anh chị nha. Hyundai Tucson. Với chiếc này của em Trường có năm sản xuất là 2021 bản 2.0 ATH anh chị nhá. Ngoại thất màu đỏ và nội thất là màu kem. Xe lăn bánh hơn 1 vạn km zin anh chị nhá. Một chiếc xe sơn zin gần như cả xe và nội thất thì siêu siêu mới. Em Trường đang bán với mức giá cũng khá là yêu thương anh chị nhá. Chỉ 765 triệu vẫn có thể bớt giá. Nếu anh chị quan tâm thì mời anh chị qua trực tiếp bên 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, và đối diện với bến xe Mỹ Đình, là một trong những cái địa chỉ bên em mới chuyển về đây anh chị nhá. Có thể hỗ trợ anh chị tìm kiếm những chiếc xe và tìm kiếm cái địa chỉ bên em rất là dễ dàng anh chị nhá.
Vẫn là Ford Everest nhưng chiếc này của em là bản 2 cầu, năm sản xuất 2022, ngoại thất màu đỏ cam, nội thất màu đen, xe lăn bánh 2 vạn km, bản Titanium 2 cầu anh chị nhá. Một chiếc xe bản cao nhất, bản đủ nhất và còn rất là mới luôn anh chị nhá. Xe này thì em đang bán với mức giá là 1 tỷ 370 triệu đồng, vẫn có thể linh động bớt giá anh chị nhá. Anh chị quan tâm đến mẫu này thì hãy alo cho em. Và ngoài chiếc sản xuất 22 thì bên em vẫn còn một chiếc xe cũng ngoại thất màu đỏ cam và nội thất là màu đen, nhưng năm sản xuất 2023, cũng lăn bánh hơn 2 vạn km anh chị nhá. Và chào bán là 1 tỷ 413 triệu anh chị nhá. Đó, rất là mức giá rất là tốt so với một chiếc xe mới thì anh chị rẻ rất là nhiều anh chị nhá. Vì vậy anh chị quan tâm đến dòng xe lướt thì mời anh chị qua bên em. Và với một chiếc xe tiếp theo vẫn là SUV, nhưng chiếc này của em là Honda CR-V với năm sản xuất 2019, ngoại thất màu đỏ mận và nội thất là màu đen, xe lăn bánh 5 vạn km bản L nhập khẩu anh chị nhá. Bản L nhập khẩu rất là mới đây anh chị, em bán cũng giá cũng khá là ok luôn anh chị nhá. Cũng chưa đến 800, hơn 700, chưa đến 800 anh chị nhá. Anh chị quan tâm thì alo cho em để có cái mức giá tốt nhất, mà cụ thể là 799 triệu anh chị nhá. Đó. Và còn mấy mẫu Hyundai Santa Fe hay là rất là nhiều những mẫu xe đang có tại bên địa chỉ là 17 Phạm Hùng. Thì nếu như anh chị quan tâm đến chiếc nào trong clip thì anh chị hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình để em hỗ trợ anh chị nhé. Với chiếc này của em là Hyundai Santa Fe, năm sản xuất 2024, xe lăn bánh 2.000 km bản Premium full xăng. Đó, một chiếc xe siêu siêu mới và siêu siêu lướt anh chị nhé. Em đang bán cũng khá là ok khi anh chị lựa chọn một chiếc xe lướt và một chiếc xe mới mà rẻ được khoảng hơn 100 triệu mà chạy được 2.000 km năm sản xuất 2024, xe lăn bánh chỉ 2 tháng thôi anh chị nhá, hơn 2 tháng một chút thôi, thì cũng khá là ok với cái mức giá anh chị nhá. Em đang bán với mức giá là 1 tỷ 185 triệu vẫn có thể bớt giá. Anh chị quan tâm thì alo cho em để có cái mức giá tốt nhất anh chị nhá. Và tiếp theo vẫn là Hyundai Santa Fe, nhưng chiếc này của em là bản xăng đặc, bản dầu đặc biệt, năm sản xuất là 2021 nhưng mang model 22 anh chị nhá. Ngoại thất màu đỏ mận và nội thất là ghế da hai màu. Xe lăn bánh được hơn 3 vạn km một chút thôi. Một chiếc xe còn rất là mới, lốp teo xe cả dàn, sơn zin còn gần như cả xe và mọi chi tiết thì còn bao mới bao đẹp và cam kết không va chạm, không ẩm nước anh chị nhá. Toàn bộ những chiếc xe mà em đang review lên thì đều có văn bản cam kết có giá trị pháp lý, là toàn bộ xe không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên zin, gầm bệ nguyên zin, giấy tờ an ninh pháp lý thì rất là chuẩn chỉ, rõ ràng, minh bạch anh chị nhá. Và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Anh chị quan tâm thì hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ anh chị và mời anh chị qua trực tiếp bên 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội để lái thử và trải nghiệm những mẫu xe đang có tại bên em anh chị nhá. Địa chỉ bên em rất là dễ tìm, đối diện bến xe Mỹ Đình sang là 17 Phạm Hùng anh chị nhá.